Rồi, hello, mình xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cái băng ngọc của Kelly. Đây là một vị tướng pháp sư đi mid nha mọi người. Thì băng ngọc của vị tướng này thì mình sẽ lên như sau. Lên công phép là 42, máu tối đa là 750, xuyên giáp phép là 88 và tốc đánh là 6% nha. Băng ngọc này mình đã nghiên cứu và mình chơi rất là nhiều lần, mình thấy rất là ok. Nói chung là nó rất là chuẩn luôn, nên mình chia sẻ đến tất cả mọi người nha. Sau đây mình sẽ đi vào bản ngọc để cho mọi người dễ hiểu. Mình sẽ tháo ra mình nhắn lại cho mọi người xem dễ hiểu hơn nha. Thì đối với 10 viên ngọc đỏ đó, mọi người hãy lên cho mình là công thép và xuyên giáp thép. Đây, công thép là 4,2, xuyên giáp thép là 2,4 nha. Tiếp theo là 10 viên ngọc tím, mọi người hãy lên cho mình là máu tối đa 75. Lộn rồi. Máu tối đa 75 nha mọi người. Máu tối đa 75 10 viên. Máu tối đa 75 10 viên nè. Tiếp theo là 10 viên ngọc lục. Thì 10 viên ngọc lục ở đây mình sẽ lên tốc đánh và xuyên giáp phép. Đây, tốc đánh là 0,6%, xuyên giáp phép là 6,4 nha, 10 viên luôn. Thì khi lên xong là có công phép 42, máu tối đa là 750, xuyên giáp phép là 88, tốc đánh là 6% nha. Ở đây mình sẽ ưu tiên lên cho nó là máu tối đa là 750, tại vì đây là một vị tướng pháp sư, máu nó rất là mỏng nha. Mình sẽ bù đắp lại cái phần điểm yếu của nó. Đó là bản ngọc. Và tiếp theo mình sẽ đi vào cái phần trang bị và phù hiệu. Thì trước khi mình đi vào trang bị và phù hiệu, mình sẽ chia sẻ cái vị tướng này cho mọi người chơi tốt hơn. Mình sẽ nói về cái điểm mạnh của vị tướng này trước. Thì nói đến điểm mạnh thì đây là một vị tướng cái sát thương cao và cái kỹ năng đòn đánh tay. Cái sát thương nó diện rộng, phù hợp với giao tranh và khả năng tăng tốc nha. Đó là cái điểm mạnh của vị tướng này. Nó chỉ có một cái điểm mạnh thôi mọi người. Còn cái điểm yếu của vị tướng này đó chính là cái nhược điểm, đó chính là lượng máu thấp. Nên là mình đã lên máu cho nó 750, bù đắp một cái số nhược điểm cho nó. Và cái nhược điểm thứ hai là cái độ cơ động nó thấp luôn. Nó có hai cái độ cơ động thấp nha. Còn về tướng đồng minh của vị tướng này á, thì đó chính là Wonder Woman. Đó. Thứ hai đó là vị tướng Togo và cuối cùng đó chính là vị tướng Mina. Còn tướng khắc chế đó chính là Kigos nè, Lữ Bố và Ngộ Không. Đây là ba vị tướng khắc chế, nên là gặp ba vị tướng này trong cái trận đánh bên tem bạn thì hãy cẩn thận nha. Rồi tiếp theo mình sẽ đi vào cái phần phù hiệu nha. Mình đi vào phần trang bị trước, trang bị vào phù hiệu. Mình chọn pháp sư, chọn Kali. Đó rồi. Đây là Kali. Thì mình sẽ đi vào cái phần phù hiệu của vị tướng này cho mọi người xem. Đầu tiên á, mọi người hãy chọn cho mình nè chiếc giày này nè. Đây, giày thuộc sĩ nha mọi người. Món thứ hai là mình lên cái quả cầu quan xương đi. Quả cầu quan xương. Món thứ ba là mình lên sát thánh nè. Thứ tư là hãy lên cái này nha, hãy lên cái dư niệm hay cái te. Và thứ năm mình lên cái món này. Rồi đây cái quyền, cái trượng bùm nổ nha. Cuối cùng mình sẽ lên là cái món công luôn. Đâu rồi. Mục tiêu, đây. Trượng hổ mang nha mọi người. Mình lên cái này. Thì đây là cái phần trang bị của vị tướng Kelly. Tiếp theo mình sẽ đi vào các phần phù hiệu. Mình đổi qua vị tướng Kali cho mọi người nha. Đây là mình ở ngọc mình full, vị tướng mình cũng gần full luôn. Cũng gần 100 vị tướng. Thì cái phù hiệu của vị tướng này mình sẽ chọn cái này nha mọi người. Mình mặc định cho nó là cái này nha. Cái tăng CT nha. Thì để chọn được tăng CT đầu tiên hãy chọn cái màu vàng. Tiếp theo chọn cái tăng CT ở dưới, hay là mọi người chọn cái hồi chiêu ở trên vẫn được, không sao nha. Nó nhận ra cái tăng CT. Và chọn cái xuyên ở trên. Cuối cùng là mình chọn cái tăng CT ở giữa nha mọi người. Ở dưới đây thì mình chọn giống như đây, màu đỏ. Tiếp theo là cái tăng CT ở trên. Tiếp theo là cái màu đỏ nữa. Và cuối cùng đó chính là tăng CT ở dưới. Thì đây là cái hàng phù hiệu của vị tướng Kelly. Và mình sẽ nói qua cái cách chơi của vị tướng này á. Thì cái cách chơi á, ở giai đoạn đầu game á, thì cái vị tướng này cái lượng sát thương thì nó rất là mạnh nha. Nên là mình cứ chơi ở đầu game cho tốt.
cứ lắng áp. Còn giai đoạn giữa game á thì vị tướng này phải đi giao tranh thường xuyên để mà bắt AD nha. Còn cuối game á thì cái vị tướng này nó rất là mạnh luôn, nên là lựa chọn cái vị trí thích hợp như núp lùm để mà bắt AD pháp sư à. Rồi đây là cái phần chia sẻ về bản ngọc, trang bị, phù hiệu của vị tướng Kali đến đây là hết. Mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi nha. Mọi người hãy like, đăng ký kênh để theo dõi các video gắn ngọc mới nhất của mình nha. Mình xin chào tất cả và hẹn gặp lại nha.